Có một chiếc em bé gấu trúc đam mê được bế mang tên Du Khả. Ngoài những đỉnh lưu panda như Hoa Hoa, Phu Bao, Manh Lan hay Anh Bảy thì có một em bé với sở thích muốn được ôm, thích được bế mọi lúc mọi nơi. Đã đáng yêu từ ngoại hình mũm mĩm, rồi giờ đến cái sở thích cưng muốn xỉu này thì ai mà chịu nổi đây. Dù là bé trai nhưng hễ mà thấy mẹ nuôi đi vào thăm hay cho ăn, cậu bé nhà ta lại cứ là đưa tay đòi bế mãi thôi. Dù bao lần cái thân hình núng nính kia làm mama phải gồng mình cho đảo vì không chịu nổi, ấy mà cậu bé Du Khả cứ là vẫn thích được mẹ nuôi yêu thương bằng cách này cơ. Mama mà không chịu bế là Du Khả lại rất chiêu, nhảy chồm đến người mẹ khiến mama không kịp phản ứng, bế bé gấu trúc này trong sự bất lực. Đấy, cứ đòi là được, nhìn hình ảnh mama bế Du Khả đáng yêu, dễ thương đến thế ai mà không mê cho được. Mê cái cách Du Khả làm nũng, phụng phịu với mama không lối thoát là có thật.